em để đặt cái bài kiểm tra lại cái của em sẽ là đặt bài thế dân tỷ lệ bằng khuôn mặt người đó. Bây giờ cô nói này về cái phần một quan sát nhận xét ha, cái phần một của em ấy là cái phần một là quan sát nhận xét. Bây giờ quan sát nhận xét nhé, thì đầu tiên em cho vẽ chân dung ha, em cho quan sát một số cái tranh. Các em đừng có phụ thuộc quá nhiều vào cái em chỉ có nghiêm đọc là sách giáo khoa, xong nói là sách giáo khoa, em chẳng nói được cái gì bên ngoài sách giáo khoa cả. Đặt câu hỏi ngoài sách giáo khoa không hề có nhé. Bây giờ tôi nói về trò chơi của em đó nha. Trò chơi mà khi mà đã giảm giáo án điện tử thì anh phải thông thạo, anh phải chấn hết cả mọi lỗi mà khi mà mình lỡ tay và mình bấm vào, mình phải chuẩn bị bài trước thật kỹ. Thế nên anh chưa chi anh mở cứ bấm một cái anh lỡ tay mở một cái nó hiện hết lên rồi anh còn hỏi cái gì nữa, đúng không? Hỏi anh biết hết đáp án nó từ đâu nó hỏi. Thế chính vì vậy cho nên là anh chưa cái phần này anh chưa giảm nhưng mà anh hỏi nhưng mà anh lỡ tay bấm một cái nó hiện hết lên rồi. Cắm sạch đi, áo sạch đã ra cắm. Mình giảm xong rồi mình mới cho xuất hiện trên mặt này. Giảm tới phần nào rồi mình tích thuộc và cái dòng đó xuất hiện đây. Mà cái đầu tiên là phải cho xương chân này. Chân chính là trực quan, các em lỡ thế ở cái giảm giáo án điện tử là mình không chuẩn bị chân ở ngoài. Chân nó thuộc chủ hết trên trên đó ở rất nhiều tư liệu. Các em xuống và trong khi đó là dạy giáo án thường là các em đâu có được trình chiếu như này, các em phải làm hết, đúng không ạ? Đó, đấy, cái xưa của em là cái giáo án điện tử các bạn như thế, em đã có sẵn hết rồi, em phải làm trình chiếu. Nhưng mà cách sử dụng khi nào, cách sử dụng khi nào là hợp lý. Thế thì cô nói là em đầu tiên là em Thank you.
cô nên tìm họa sĩ vẽ vẽ người như thế nào. Bước một là như vậy, thì bước một là ví dụ như thế này. Cứ nghe đi, cứ từ từ thấm. Câu hỏi hai mấy câu hỏi tập trung nhé, cả lớp tập trung nghe này. Trang ơi, tôi đang quay cô Trang, không xích vô Trang ơi. Người như thế nào? Tức là ý cô nói là chân tôn thì là như thế nào? Người như thế nào? Có người thì vẽ đường người thì vẽ cả người thì vẽ thì từ ngực đến đầu. Tức là thầy khi cô nói họ câu đó là người thì vẽ như thế nào. Thứ hai nữa, các em quan sát kỹ. Xích vô, tôi đang quay xích vô phía bên trái đây. Tâm trạng của nhân vật đó, đúng không nào?
lấy ảnh, không lấy ảnh nhé, tại vì mình đang là vẽ chân dung. Bây giờ các em có một phần nữa, bây giờ chúng ta làm thế nào để vẽ chân dung thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai nhé, vẽ chân dung. Trước khi vẽ chân dung thì cô hỏi các em nhé, cô mượn một em lên lớp này. Bây giờ một em sẽ lên và các em sẽ học Thank you.
sự hợp tác vui vẻ để chúng ta có khoảng thời gian học vui vẻ.